Dạ rồi, một xe 5 cộng 2 lại về tới showroom của em các anh chị ơi. Đây là chiếc Mazda CX-8 nha. Mazda CX-5 sẽ là 5 chỗ, còn Mazda CX-8 sẽ là 7 chỗ. Mà nó 7 chỗ cũng không đúng, nó sẽ là xe 5 cộng 2 các anh chị. Xe này là đời 2020 bản Deluxe nha các anh chị nha. Tuy là bản Deluxe thôi, là bản giữa thôi, nhưng mà xe vẫn được trang bị rất là nhiều option nha các anh chị nha. Thật sự là em rất là thích Mazda và Kia, tại vì hầu như là bước lên chiếc xe là đầy đủ option hết trơn à. Dạ, mình chỉ cần lắp thêm một số thứ thôi, giống như cam hành trình hoặc là cam 360 độ thôi. Xe này được trang bị luôn là cấp điện luôn các anh chị, cấp điện luôn. Và ngoài ra thì hàng ghế thứ ba các anh chị mình có thể gập xuống bằng phẳng luôn, và để đồ hoặc là để nệm cho các bé, mà nếu như mà gia đình mình đi 5 người á mà phía sau muốn để nệm thì có thể là để được một khoảng không gian để nệm luôn, hoặc là để rất là nhiều vali các anh chị. Do là xe 5 cộng 2 cho nên nó khoảng cái hàng ghế thứ ba thì nó sẽ hơi chật một chút xíu, nhưng mà cũng rất là thoải mái nha các anh chị nha. Nó có cả móc treo đồ luôn nè, đó, móc treo đồ cho hàng ghế khoang thứ ba. Ngoài ra thì có cổng sạc 12V luôn nha các anh chị nha. Đó, nói chung là cũng trang bị đầy đủ. Đây, bây giờ em sẽ gập xuống lại thử cho các anh chị xem nè. Rất là rộng các anh chị, rất là rộng luôn. Đó, đây là ảnh lót cho mình luôn cái miếng lót rồi. Xe này thì màu đen cho các anh chị nha. Được trang bị luôn cảm biến nè, camera lùi nè, ghế da nè. Hàng ghế thứ hai cũng có luôn cửa gió nè, rồi nút điều chỉnh nè, điều chỉnh hướng gió nè các anh chị. Đó, gió máy lạnh đồ kiểu là phía sau mình có thể tự điều chỉnh được luôn nha. Xe này màu đen nha các anh chị, màu đen là đèn bấm cái cớp xuống đây các anh chị. Cấp điện thì nó tiện á các anh chị, cấp điện thì nó tiện. Mâm bốn mâm xe cũng còn rất là đẹp nha các anh chị nha. Mâm màu xám nè. Vỏ vẫn là vỏ GTC Luo 2019 luôn các anh chị, tại xe vừa mới về là em chưa kịp xem. Dạ, 2019 luôn, vẫn còn vỏ zin theo xe luôn. Chạy mới được 53.000 km nha các anh chị nha. Đây, khi mà em gặp xuống nhìn nó phía sau khoang ở đằng trước, nhìn nó phía sau nhìn rất là rộng các anh chị ơi. Có cả tấm che nắng cho mình luôn, không cần phải mua tấm che nắng riêng lẻ ở ngoài nữa. Đó, có tấm che nắng sẵn cho mình luôn ha. Số 8 này rất là sang. Thật sự Mazda và Kia em rất là thích về cái thiết kế mẫu mã phía bên ngoài cũng như là trong khoang nội thất các anh chị. Vì nhìn là sẽ không lỗi thời. Dạ, nó rất là thời trang các anh chị, rất là thời trang. Kể cả Toyota luôn em cũng vậy. Có nghĩa là một chiếc xe mà em chạy rất quá nhiều năm nhưng mà em vẫn nó thấy là không lỗi thời luôn các anh chị. Có được trang bị cho mình luôn là đút đề start stop nè. Rồi nè, chế độ lái thể thao luôn các anh chị, có chế độ lái thể thao luôn, auto hold luôn, rồi phanh tay điện tử, màn hình cái này anh gắn sẵn cái camera anh trình mà chắc anh lấy ra rồi, chứ không phải em lấy nha. Cái này là ảnh khách đã lấy lại rồi tại anh mua chiếc xe khác các anh chị. Đó, có cruise control cho mình luôn nè. Đó, đàm thoại đã ta. Nói chung là xe đầy đủ các anh chị, xe đầy đủ. Em chỉ thấy nó chỉ thiếu, ví dụ mà các anh chị nào mà kỹ thì mình gắn thêm cam cặp lề, cam hành trình hoặc là cam 360 độ. Nút cái này cũng là cảm ứng luôn nè các anh chị ơi. Mà cái giá nó rẻ lắm các anh chị, 5 cộng 2 đời cao 2020 mà chỉ có 700 hơn thôi các anh chị ơi. Chỉ có 700 hơn à, là mình sở hữu được một chiếc xe 5 cộng 2 cho là 7 chỗ. Dạ, nhìn rất là thời trang à, nhìn rất là thời trang các anh chị. Xe bên em Huyền bán thì cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng ngập nước nha, cho nên các anh chị cứ yên tâm về chất lượng xe bên em Huyền bán nha. Bao các anh chị chết hãng hoặc là các anh chị nào có thợ thầy cứ mang việc mang lên và kiểm tra xe, ở đây là em Huyền chấp hết nha các anh chị nha. Vì xe em Huyền bán ra, em Huyền đảm bảo với mình xe như thế nào em sẽ báo như thế đó. Xe hạ máy là máy em cũng sẽ báo, xe hạ máy là máy, hoặc xe bị cứng đụng nặng thì em cũng sẽ báo luôn đó. Còn xe nào chất lượng xe nào rất là đẹp, rất là ok thì em Huyền nói thẳng để không mất thời gian của các anh chị ở xa để mình lên xem xe đó, em biết mà. Cho đây là các anh chị nào mà đang có nhảy quan tâm về cái dòng xe Mazda CX-5 này, ơi CX-8, xin lỗi các anh chị, CX-8 2020 này, thì cứ liên hệ với em. Đây là dàn gầm còn rất mới luôn nha các anh chị nha, không bị sét rỉ sét, rồi không bị ngập,
không bị đâm đụng ngập nước nha. Máy móc hộp số còn y thinh nha các anh chị nha. Rồi, đây nè, giá để nóc nè, nhìn rất là thể thao đó các anh chị, giá chỉ với 700 hơn thôi. Thì các anh chị có nhu cầu quan tâm cứ alo em Huyền, giá vẫn còn có thể thương lượng và xe này vẫn vay ngân hàng được. Nếu các anh chị tài chính vẫn còn thiếu một ít thì em Huyền vẫn hỗ trợ cho mình ha. Rồi các anh chị đang tìm dòng xe nào cứ alo cho em Huyền để em Huyền tìm giúp cho anh chị và hỗ trợ cho anh chị ha. Xe bên em rất là nhiều luôn các anh chị ơi. Đó, các anh chị muốn bán xe hoặc là muốn cắt đổi xe đều được hết nha, em Huyền sẽ hỗ trợ cho mình hết. Dạ rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị nha.